Ok, hai chào mọi người ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái màn gọi là đi tiêu diệt boss, chế tạo ra những cái key mới để có thể đánh bại được những con boss mới ở đây. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ cho khứa này đi ra ngoài biển đảo đi săn gì ta? Special Gigant, Special con Indoraptor như thế nào? Con này thì mình chỉ quýnh tay thôi, tránh sử dụng cái búp khả năng đặc biệt lên như là khả năng này. Tạo lốc xoáy thì nó quýnh rất là ghê mọi người ạ. Nói chung là tăng sức mạnh nó lên cả rất là nhiều lần luôn ấy. Đây gọi là kích hoạt nội tại lửa cháy của nó. Con này thì gây cái damage rất là cao các bạn ơi. Một lần thì tới mấy triệu ra, mà trong khi máu con này chỉ có mấy trăm triệu là cùng à. Rồi, bây giờ mình sẽ ra cái mặt sa mạc, xong đó mình về mình sẽ test thử ông ơi, mình sẽ quýnh con boss thứ hai là con boss Galaxy, cũng thực hiện trong tier 5 boss. Mọi người coi nè, cái dòng xoắn nó lên nhìn đỉnh chưa. Quýnh một cái là tạo lửa cháy, con này hiệu ứng đúng ác luôn mọi người ạ. Quá là khủng luôn á. Ôi, âm thanh nghe nhức nách luôn. Ôi trời, tối đen không thấy đường mọi người. Con này trời tối đen, nó ánh ra cái gọi lửa vàng của nó, gần nhìn nhìn nó ok luôn. Ok, mình cũng phải vượt qua cái khu này đã. Bọn ordinary, bọn này hiền lắm. Chu 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 chu. À, tưởng con ngựa Devilish chứ. Lớp tường dày dữ ta. Dư sư tử có vượt qua được cái lớp tường đâu vậy? Khó mọi người. Ê, dậy nó hả? Có vụ dậy nó hả mọi người? Phải rồi. Đúng vì vua khác mọi người ạ. Là nhảy như vậy dí luôn mọi người ạ. Trời ơi, giờ mình biết công dụng vua nữa mọi người ạ. À. Thêm một công dụng của nó nữa là. Trời ơi, trên kia dí đó mọi người. Đây là kỹ năng giống như là Iron Man mà khi mà chúng ta bấm vô bay à. Nhìn nè. Từ từ lên cao nha. Cưỡi mây trong gió mọi người ạ. À. Con này có khả năng cưỡi mây đó mọi người. Ê, tính ra là mình chưa biết hết năng lượng của nó mọi người. À. Nè, hôm qua nó dí mình bằng này nè mọi người ạ. À. Vãi nồi, thực sự kỹ năng con này ác thực sự mọi người á. Cái kỹ năng này giống với kỹ năng mọi người, nếu chắc mọi người chơi Blood Fruit rồi đúng không, thì cái kỹ năng này giống như kỹ năng của cái trái ánh sáng mọi người, thì bấm thì nó sẽ bay giữa màn hình này mọi người, kiểu mình điều hướng cái mình bay vào chỗ khác nè. Ác thực sự các bạn á. Ừ, như vậy thì thoải mái di chuyển các mọi người ạ. Nãy mình bay thử hai cái liên tục mình thấy nó lên trên trời được mọi người ạ. Khủng khiếp thực sự luôn. Giờ này là sư tử bay rồi mọi người ạ. Sư tử này là mọc cánh rồi mọi người ạ. Ok, này sẽ giúp chúng ta đi di chuyển dễ dàng hơn. Trời, nó quýnh mấy con rồng nè, mấy con rồng Abyssal bay trên trời, mình dí mình lùa luôn mọi người ạ. Này hơi bị hay nha, lần đầu tiên con
quái vật bốn chân, thần thú bốn chân là có thể bay được trên trời mọi người ạ. Kỹ năng gọi là cưỡi cưng nữ vân, ác thực sự luôn. Ok thôi nhỏ xuống rồi. Thử đi ngang qua vùng này để anh test kiếm kiếm Indominus Dread dạng special. Mình quấn con đó thì đang thuộc dạng trâu nhất hiện tại, trừ mấy con tier 5 boss các thứ ra thì mấy con tier 4 thì gần như là ôi chết cha, bỏ cái sa mạc rồi. Con này vượt qua bão cát luôn mọi người ạ. Chắp bão luôn. Quan trọng là mình có thấy được con Indo không, mọi người đang bão ở sa mạc mọi người ạ. Mình target được con này. Mỗi lần đạp, mỗi lần nó đạp là nó nổ ra một tiếng nổ mọi người ạ. Ui, di chuyển ác đạn Manticore nè. Con này di chuyển gọi là xuyên lục địa luôn á. Mẹ nó gầm nó né được mọi người thấy không? Khúc nó gầm mà nó né được cái chiêu của mình luôn à. Đi đúng đường mà chưa thấy em nào ta. Ok, mình phải cho nó qua cái thời tiết này cả. Không, thời tiết này hoài khó chịu các bạn ạ. À. Không thấy đường nhá, mù mắt luôn. Đi dễ dễ nhìn ha. Indominus Red thường nè. Ác thật mọi người ạ. Mấy con này là không có summon code được mọi người, summon được thì đỡ, khỏe. Test luôn cho mọi người coi mà không biết summon. Chỉ cách đi tìm chay thôi mọi người ạ. Đi tìm chay để summon trên map mình quýnh được thôi. Nó mỗi lần cày cực lắm mọi người ạ. Cày đúng cực luôn á. Indominus nhiều mà nhưng nó toàn dạng dạng thường không à. Mỗi lần cứ tìm con đó để mình đi tìm con special nó cực dã man. Con này là di chuyển mình thấy nhanh lắm rồi đó. Kiểu như vừa trên không mà vừa trên cạn được luôn. Khá là ghê các bạn ạ. À. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mừng quá. Thề tìm được nó là cảm giác sướng. Màu đen là đỉnh đi mọi người ạ. Bình thường thì yếu nha. Trời nó đốt mình mất máu mà người dở mọi người. Mày không tử nữa nha. Hy vọng nó ra con kia luôn cho mình. Con special luôn cho mình mọi người ạ. Khó rồi, không ra rồi. Nó
quýnh tầm 2-3 con thì mới ra tỷ lệ nó mới ra mọi người ạ. Đấy là cứ mỗi lần nó ra gần là gần con T-Rex mọi người ạ, T-Rex Evolith mọi người ạ. Tập 2 con thêm con nó có thể tỷ lệ ra con special á. Mấy con kia mình test được hết rồi, riêng này mình chắc khó rồi mọi người. Tại vì con Indominus giờ nó ra khó đó, mọi người, mình giết nhiều quá mọi người ạ. Nó summon không kịp á, tại vì đó là một boss khủng mọi người ạ. Ba con là con thường không mọi người thấy không? Mình được cái skin người ta Descended Protect mọi người ạ. Khi gì nhỉ? Khi nó bộ áo quần hay sao mọi người ạ? Rồi sa mạc các kiểu sa mạc bắt đầu nó khó dần sự xuất hiện à. Ok, chúng ta lên trên núi thế con nào. Ôi, một con Abyssal rồi mọi người ạ. Dữ chưa, dữ dằn chưa. Một con Excellent tinh tinh nữa nè. À, nói chung là nằm hết. Thấy mình là nằm hết. Trời, chỗ đó xuất hiện cũng toàn mấy con thứ dữ không có đùa. Ờ, đúng rồi, cái map bên đây là toàn con mạnh mạnh không mà. Lúc này cũng chịu Indominus Red nè. Chấp niệm một lần nữa coi nào. Trời, có con này luôn hả? Chấp niệm núi cao một phát coi nào. Rồng Abyssal à. Con này cũng có khả năng này phun này luôn mọi người ạ. Con này là đặc biệt, chế độ đặc biệt mọi người, giết lọc trên trời mọi người. Con này nó thứ dữ rồi mọi người, không phải là thứ thường luôn rồi. Tier 5 boss đặc quyền. Vua vì vua bầu trời luôn. Rồi hôm nay nhiều miếng khỉ nè. Khỉ này tiến hóa rồi nha mọi người. Và đây là cái phôi để cho mình evolution lên được cái dạng con khỉ tiến hóa dạng Abyss đồ các thứ ấy. Ok, thôi chúng ta về mọi người. Cảm giác cuộc chơi đi săn tới đây là kết thúc rồi. Kiểu săn không ra được thì đen của mình thôi. Nên ra mình sẽ về sẽ về làm tiếp cái giai đoạn mà quýnh boss. Con này hồi máu, ui da. Mình bị tuột máu mọi người ạ, à. Nó bị nó đốt cái kia là tuột máu mình ghê trời. Tuột đúng ghê luôn các bạn ạ. À. Chính cái khứa đó là bị rớt stamina đó nha. Bay qua ổ rồng lần cuối nha.
Ơi, Indominus, ấy, Indo, Indo màu đen à, được màu đỏ, được rồi. Màu xanh là chúng ta no hope rồi. Giga nè. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ngon lành quá. Đèn xinh à? Không ra được con special mọi người. Kiếm khó như khỉ á. Kiếm ẻ luôn mọi người, có cái con Endo là kiếm ẻ quần luôn mọi người ạ. Hai con ở đây mình chưa thèm bắt mấy con Kano luôn mọi người. Cái con Kera một con Keratosaurus đó, mình chưa thèm bắt con đó đâu mọi người, nhưng mà thấy con đó khá là đẹp luôn mọi người ạ. Lỡ cho tiến hóa dữ quá rồi không có cách nào để về lại với hiện thực. Ui ngon lành luôn các bạn ơi, hai con, hai con, oh my god, hai con. Được á, không rồi, không rồi, không rồi. Đừng mà bạn ơi, đừng mà. Đừng mà, đừng mà. Chưa hồi chiêu được. Ui luôn rồi. Đèn quá đen luôn, sang 4 con rồi, thường thường là tầm 2 con rồi, nó 2 con nó ra rồi mà trời. Đen rồi, vậy là chịu rồi mọi người, đen vậy thì chịu rồi. Thường là 4 con, tầm 2 con là nó ra con special mọi người, mình săn dữ quá. Thành ra nó sợ luôn rồi, nó không dám ra thách đấu với mình rồi. Chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi. Thôi, được rồi, về hết các bạn ơi. Hy vọng cuối cùng tìm ra được mấy khứa tên mang tên Kaled. Trời, con Kaled nó còn không ra ngoài nữa mọi người. Bữa thấy rất là nhiều cái giai đoạn nó ra Kaled bên ngoài rất là nhiều mọi người, 5 6 con các thứ, giờ gần như là không thấy con nào luôn á. Bữa mình quýnh bại con Manticore, mình thấy con Wyvern, mình thấy con Rhino. Giờ một đứa cũng thấy nữa. À, khu vực này là khu vực của con của bọn Allosaurus. Khúc này mình thấy Allosaurus nhiều vãi. Ok, chúng ta trở về nhà thôi. Khu vực này thì thấy đa phần là hiền 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 thú cấp hiền không, mà mấy khu vực mà khu cấp dữ thì nó mới ra mấy con kia được mọi người ạ. Khu vực này thì mình cũng bay ngang qua thôi chứ mình chưa xuống mình kiếm kiểm tra thú kỹ. Ok, chúng ta trở về thế nào. Trở về vương quốc thôi. Được rồi, Galaxy. Không có duyên với lại con kia thì chịu rồi các bạn ơi. Ok, chúng ta phải lấy lại Ki mọi người ạ. Mình sẽ quýnh full bọn Abyss mọi người ạ. Sáu con đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con Abyss này thì chúng ta sẽ chắc là quýnh tay đi nha. Chế độ búp búp chế độ thần thánh là sẽ được 1 phút quýnh nha.
thấy đường mọi người, mình chịu mình thấy đường. Cần hết lũ lắm mọi người ạ. Đông quá không thấy đường. Rồi nó quýt mà không thấy đường luôn mọi người. Con thứ 6 chuẩn bị ra. Mấy con ta, 5 con hay sao ta? 1, 2, 3, 4, 4 con à. Bọn này không chơi chiêu cũng nổi mọi người, trâu quá. Con thứ 5. Ê, ám sổ ra luôn. Phải đạn. Phải đạn. Trời ơi, đi tìm không thấy ngay trước mặt mọi người ạ. À. Xung ngay nhà mới chết chứ. Không sao. Đây rồi. Búp đại cho mọi người, không chết cho nó mọi người. Con này khó chịu lắm mọi người, quýnh lỗ màn hình luôn mọi người. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa sao có 5 con quá nhờ. Phần còn con đấy nhờ. Ghê chưa mọi người? Kinh giờ kinh dị chưa? Ủa? Tính ra chúng ta thiếu trophy vậy ta? 1, 2, 3, 4, 5. Dodo Red Spider. À biết mà thiếu rồi ta. Thích con Kacha mọi người ạ. Chắc chắn thích con đó luôn. Không có trophy của nó mọi người ạ. Ảo thật đây. Đồ khá là ít nè. Mấy cái đồ kia thì nhiều. Siêu được đó mọi người ạ. Quýnh tay được nha, quýnh tay đốt được. Để mình farm nó thử coi nó được cái gì không. Thôi.
7.000 da. Oh my god. Farm hơi bị nhiều á mọi người ạ. À. Cái Abyssal này farm hơi bị nhiều đấy. 1.000 cái rồi mọi người ạ. À. Holy shit. À, tiếp theo chúng ta sẽ ra quýnh bọn Kaled để lấy mớ đồ để chừng hao chế nguyên liệu kia nha. Kaled nè. Chúng ta sẽ quýnh con người đá đầu tiên ha. Bọn này cũng khá là mạnh nên ra nhiều thì cũng hơi bị rối mắt ấy. Trời ơi. Ba mươi triệu mọi người khá là trâu ấy. Mình chơi chiêu kia là một cái là nó chết, mọi người tầm 30 triệu nó chết luôn á. Mình thấy chiêu này cũng khá yếu so với lại con khứa Dodoret nha. Dodoret cảm giác châu bò hơn các bạn ạ. À. Khá là nhiều đồ mà thấy không? Tiếp theo là Rhino. Con này chưa kịp thở để hồi máu nữa. Mình chơi liên tục. Nếu mà con Dodoret được, nhưng mà con Dodoret nó gọi như là nó đốt cái là mấy thằng khứa kia chết hết mọi người ạ. À. Kiểu như không cản được bước chân của nó mạnh quá mọi người ạ. À. Con này farm ok đấy, farm chủ yếu lấy cái Celestial với lại Abyss, cái Abyssal Energy nè mọi người. Mấy cái này để mình mấy cái này thứ nhất là để mình dùng để mình quýnh, mình farm, mình chế độ á. Nhảy ra chết luôn, mình cá mọi người giờ nhảy ra chết á. Ôi, con này không cho đồ nó nhục chưa? Ok, đứa thứ ba là con Kaled Titan mọi người ạ. À. Cái này mình đang làm để đánh chìa khóa, để lấy cái chìa khóa đó mọi người ạ. À. Thì có chìa khóa thì mình mới quýnh được con tiếp theo là con Galaxy. À, con này mà thua Galaxy hơi căng đấy mọi người, con này ít máu khá là ít. So với boss thì nó tụi nó bị giảm đi khoảng 10 lần mọi người ạ. À. 10 lần sức mạnh của bọn boss thì gần 200 triệu, con này có 20 triệu à. Nhưng mà bù lại cái lượng sát thương thì chúng ta gây ra thông minh hơn tụi nó. Ui. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chu, con này táo nó cầu điện đó mọi người ạ. Mình thấy không? Rất là kiểu rất là đau luôn á. Yeah.
Chúng ta đánh thêm hình như hai con đúng không ta? Skelet, 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 skelet. Titan rồi, ba con nữa cơ. Gorilla. Ok. Trời ơi, đánh nãy đánh đông thì hơi sợ, nhưng mà chúng ta cần thăm cái liệu bọn này mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quấn tiếp tục con khỉ đục. Gồng lên con cho chắc nào. Rồi, khỉ đục khá là yếu mọi người à. Khỉ đục là hai mấy triệu máu. Đố này mình quýnh tay nha mọi người, mình quýnh tay để mình kiểm soát được cái lượng máu của nó, chứ không mình quýnh chiêu kia nó chết chắc mọi người. Quýnh chiêu kia thì mình triệu hồi ra tầm 6 con có thể cân được hết luôn, kể cả là con Indominus Rex, lộn, con Rodoresi, mình nghĩ là nó có khả năng đó mọi người ạ, nó rất là mạnh mọi người ạ. Nhưng hôm nay đang là vị vua thứ hai, vị vua thứ hai đang trong cái bộ sưu tập những con cũng là mạnh nhất của mình, những là linh thú mọi người ạ. Cái tay nè. Chú khỉ chúng ta đã bắt đầu đuối dần rồi. Rồi, chú khỉ chúng ta đã bắt đầu nằm xuống với nhiều skill khá đẹp, điện xung quanh rất là kiểu rung lắc cái màn hình mình luôn mọi người ạ. À. Nhìn đỉnh thật sự mọi người ạ. À. Ok. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu nằm xuống nằm yên rồi. Đúng là khỉ đột. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới tụi con Gigant cuối cùng đi, mình sẽ đánh con Wyvern. Con này chắc là phải dùng kỹ năng đặc biệt bắn cái chích luôn mọi người ạ. Chứ con rồng nó bay khó chịu lắm mọi người ạ, farm 200 cái đúng khó chịu luôn á. Khá là nhiều đồ rồi nha. Chúng ta đồ thì đồ đạc thì chắc chắn là rất là nhiều mọi người ạ. Này là quá nhiều đồ luôn à, không thể nào cản bước được bước chân của nó rồi. Bù lại farm cái kia rất là nhiều mọi người. Đậu xanh nó né dữ quá mọi người ạ. Đây là trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. À được, 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 được. Con này chạy quá chứ nó đứng yên một chỗ nó chết mọi người ạ. Sáng mắt quá không thấy cái đường gì hết mọi người ạ. Nó bắn lửa tùm lum hết. Con kia cháy mất xác luôn mọi người, không thấy đường luôn. Bay quá bay mọi người ạ. Đây Gigant cũng hơi sợ mọi người ạ. Con Gigant này trời, mới da của mình mà đi hết luôn hả? Da mấy cái da divide đi hết luôn hả? Rồi vậy nè, nè, cần hả? Cần thì cấp cho chục ngàn cái nữa. Rồi, ok. Đến đứa thứ cuối cùng và chúng ta sẽ được hai chìa khóa vào sự boss siêu khủng. Boss nằm tiếp theo và không biết có thể tìm được không đây. Mình không đợi chờ nữa. Mất xác luôn. Lửa cái gì vua quá là khủng các bạn ơi. Ok, bây giờ mình đủ full trophy rồi mọi người ạ. Qua nào. Ki. Đây thiếu hả? Thiếu cái gì với cái này mình không thiếu. 500 cái luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quýnh con boss boss Titan 5 Galaxy tiếp theo. Không biết như thế nào đây, nhìn hơi 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 sẵn, hơi sẵn mọi người. Con này hả? Bà con này chơi được bà con này, rồng mới bà con ơi. Con rồng đó bà con ơi. Từ từ.
kiểm tra lại khách hàng đó. Thôi con này trước đi mọi người ạ. Con Tiran đi mọi người. Mọi người rất thích Red đúng không? Tiran, mình chọn Tiran mọi người ạ. Rồng sau đi. Unreal, oh my god, Unreal, you have Unreal 58 ba cái. Con này đẻ Unreal được mọi người ạ. Đỡ linh thú mình chở đỡ, trời ơi nó nhiều đồ quá mọi người ạ. Rồi, rồi, chơi luôn, chịu họ mất tiêu rồi. Rồi, giọng anh sư tử lửa này, anh quýnh được nha, anh sư tử. Cái gì, Sky and Tiger. Hổ chứ. Lion mới là sư tử, còn Tiger là hổ các bạn. Rẽ ngang, chúng ta cùng xem ngoại hình của con boss mới. Trời ơi, boss mới hơi ghê nha. Quay. Ghê mọi người ạ. Xếp chết rồi mọi người ạ. 300 triệu máu, 300 triệu máu mọi người ạ. Ê bạn ơi, đừng bạn ơi. Đối thủ xuất tầm rồi ạ. Phải control chuẩn lắm mới chơi được nó mọi người ạ. Bye.
quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp mọi người à. Mình được cái gì á? Tyrann hả? Trời. Summon Taming Tyrann. Oh my god. Annihilation Tyrann mọi người à. Một con này. Oh. Wow. Summon. Rồi bắt nó bằng cái gì? Ok, cái chìa khóa mọi người. Được. Được. Được luôn mọi người. Rồi, mình sẽ đi farm cái chìa khóa cho con này. Bắt con Tyrann mới cho mọi người xem. Cái chế độ thần thánh đi chứ. May con này là mình control tốt rồi đó mọi người. Mày nãy mà không phát hiện được kỹ năng bay, ăn cứt luôn mọi người ạ. Nãy mà không phát hiện được kỹ năng bay thì con này chết chắc rồi. Con kia nó mạnh hơn con này mọi người. Con kia nó mạnh hơn con này. Danh dự mọi người luôn. Nè, chúng ta được cái này nè. Hồi ôi. Dã man thật sự. Chúng ta cần cái này thì summon đã được, quýnh nó được luôn rồi. Chúng ta summon ra cái này nè để dùng cái vây của nó. À cái sword kia là chắc mình nghĩ là dùng để chế đồ ăn rồi. Con này nó ăn gì trời? Ơi bạn ơi. Có nguyên liệu đồ ăn trước của nó đã mọi người, trước khi chúng ta có thể làm thêm bất cứ thứ gì. Cái gì đây? Tech Ram, con này con nào ta? Newator. Đâu nè. Đây rồi, chúng ta cần. Không phải. Đanh lai, ủa con kia cần cái gì ta? Từ farm cái chìa khóa trước đó mọi người ơi. Ok mọi người. Mình cài được hai cái chìa khóa. Một kia đâu ta? Ok rồi đó. Đi qua mình chế cái bộ đồ này full set nó tăng thêm tốc độ chạy nữa mọi người. Chạy như mách luôn. Chúng ta có thể summon. Ủa summon đâu nhờ? Tyrann hả? Sao mình cứ học hoài ấy trời. Cái nó không hiện lên nha. Con này summon thì bắt được luôn mọi người, không cần tem hay sao á. Ôi mẹ nó nhảy kìa. Cái xét nó xét thần thánh nữa rồi. Đây rồi. Ok, kêu vô lại đi. Devolix. Suit. Gì ta? Boss. Divine và Unreal. Trong đây là con này có 200 nè. Con này có 200.
Trời ơi, chạy nhanh quá, nó lắc luôn mọi người. What the fuck? Còn ít chữ vậy? Anh cứ boss nhiều quá mọi người ạ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chờ con này nó đẻ. Ui, hàng dữ ha, hàng dữ ha. Hàng quá, hàng quá. Mày hàng quá. Ôi, đợi hai này đẻ mọi người. Ok, cuối cùng đủ mọi người ạ. Cái này không biết summon ra là bắt được luôn hay là phải đi tem minh nữa mọi người ạ. Tem minh lắng cức luôn á. Đi lên cái khu vực bên ngoài trước đi. À. Bắt được luôn mọi người ạ, may quá. Yếu vậy trời, 93.000. À, giờ thôi. Mới đầu, mới đầu thôi mọi người ơi. Rồi 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 rồi. À, cho nó ăn cái cục đồ nó nhiều thiệt mọi người ạ. Gì đây, quan trọng không? Dùng hết đi nè. Không thấy đường mà lượm đồ mọi người ạ. Ramsay đúng không? Dùng hết luôn. Cái này là gì đây? Joe. Súng này xài xài không được. Nón là AP bơi. Rồi, ok, thấy thấy đỡ đỡ rồi đó. Trời ơi, mấy cái spin nó nhiều. Giữ đi trophy, giữ lại đây. Dục hết đi. Dục hết đi, dục hết đi. Trời, dục con trai luôn rồi. Quá là nhiều thứ. Cục chạy đen là không dục được nha. Ok, về con này thì chúng ta sẽ cùng cho nó ăn cục kinh nghiệm siêu cấp nào. Tăng lượng máu lên xem như thế nào nha. Ờ, 427 701 triệu. Ok, lấy 26 triệu một tí speed nè. Ok, full damage nha. Full damage thì mình sẽ coi cái lượng sát thương nó gây ra là bao nhiêu. Con này chắc là cũng thứ dữ đây. Hồi máu thì cho bị bình máu luôn. Bơm đi. Rồi rồi. Bây giờ chúng ta cùng hồi nãy trước khi nó là bên quái vật thì nó rất là mạnh mọi người ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem về cái ngoại hình của nó. Ui, to thế. Ui, sao con này đẹp vậy? Từ từ, từ từ. Không phải đâu, nó đứng gần con mình, nó phát hào quang ra mọi người ạ. Ui, rất là đẹp luôn mọi người ạ, nhìn, nhìn. Lâu lắm rồi chứ lại diện robot nhìn đỉnh như. Nó có beta mod Bionic Crystal. Nhưng mà nãy quýt này mình có nguyên liệu mới không ta? Không có nguyên liệu ạ. Bionic à? Khó nha, có này nè. Tyrannosaurus. Ok, giờ quýt nó 1 triệu rồi đó. Rồi, đi hai tay coi nè. Ôi trời ơi, đi hai tay cào phát 4 triệu mọi người ạ. À, cho nó sắp ray mọi người. Ê, nó có chế độ ray mọi người ạ. Ray view kìa, ray. Ray view kìa mọi người ạ. Rồi, để coi mình quýt nó điên hồi, nó điên. À, 100% này mọi người ạ. À. Ui. 100% chứ. Cái đó là chế độ sắm sắm chớp mọi người ạ. À. Ôi, này đỉnh nha, con này đẹp, con này bá đạo nữa mọi người ơi. Tìm ra một thứ gọi là thần thánh hơn nữa rồi.
con này không bay được anh em ơi, con này không bay được. Ui lag 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 lag. Cứ chọc cứ rồng cái được ta. Đây mình có cách raid cho nó mọi người ạ. Mình sẽ tự cào bóng chuốt nè mọi người. Món này vô kiểu mà mày bóng chuốt trước khi mà chế độ điên đi cuồng của nó được kích hoạt mọi người ạ. Không phải nó giết con khác mà là kết hợp bằng cách là mình tự cào y như là nó càng quýnh tốc đánh nó càng lên mọi người ạ. Mới vừa phải mài giữa bóng chuốt trước đó. Full. Full thì mỗi đứa một cào nha, nó tăng tỷ lệ đáp ra sắp chớp nha. Ghê thực sự. Đỉnh mọi người, kỹ năng khá là hay mọi người ạ. Tầm này tôi nói thôi nó vô địch thiên hạ nữa, thêm một đứa gọi là vô địch thiên hạ thứ hai rồi mọi người. Kiểu này lôi T4 boss ra quýnh lại, lôi con hổ quýnh lại thôi. Không, hổ quýnh nó quýnh dữ mọi người, nó giật kinh mọi người ạ. Hổ không để ý nó chửng chết mọi người ạ, không đùa đâu. Chưa chơi control nha. Đây là chế độ Tyrann Alpha Mode của nó mọi người ạ. Chế độ lửa đỏ mọi người. Chưa thấy cái năng C, cái năng gì. Cháy quậy luôn hả? Con này không có kỹ năng trưởng tầm xa ta, tầm gần là chính mọi người ơi. Cái lửa nó đam chắc là to hơn con kia, nó đỡ bị nhức đầu hơn con kia mọi người ạ. Thì mình cũng cần quýnh một ít bọn bọn gì ta, bọn để chế thêm cái key chìa khóa. Ôi nó cắn mọi người ạ, nó hết stamina nó cắn nè. Tắt cái chế độ mod thì nó sẽ hồi lại cái lượng mana của nó. Con này có thể có skill mới mà mình không chưa biết được ta. Con này bật mod rất là nhanh mọi người ạ. Mình có cần có chiêu gì nữa không? À quay coi. Rồi. Bình thường nó quýnh yếu mọi người, nó bật ray mod rồi nên nó quýnh mới mạnh. Con này sau nãy kia nó chưởng mình giữ người ta. Chắc cái đồ lửa điên nè mọi người, nãy mình bị đốt bởi cái lửa này nè mọi người ạ. Cái lửa nó khá mạnh mọi người. Lửa đốt một lần quá trời đạp to đúng mọi người ạ. Cái lửa này thì chúng ta vô dễ hơn. Đứng hai chân lên cào nè. Con này thiên về con là thiên về quýnh tay hả ta? Đúng không mọi người, mình thấy con này thiên về quýnh tay hơn mọi người ạ. Nó
càng quýnh nó càng mạnh đó mọi người, kiểu càng quýnh càng mạnh đó, thiên về quýnh tay hơn. Để thử con quay vần ra muốn quýnh cầu tay tay đôi nó coi nào, nó phát ra cái hào quang gì cũng cháy lóa lắm luôn á. Không bay được nha, nhưng mà em không bay được nha, hơi lỡ. Quay vần. Ok, chúng ta cần Unreal quay Unreal nữa. Slow mo ỉa luôn được mớ Unreal mọi người. Ôi trời ơi, nhảy kìa. Được rồi, kệ. Này đẻ được Unreal mà. Đấy, xưa tí là đẻ được mấy trăm cục đi mọi người. Rồi, ok, đủ đô. Rồi, test con Wyvern ở đây cho con này quýnh đi. Cần cái trophy của nó để farm đồ mọi người ạ. Quýnh con này rơi đồ quá tay, đỡ không được. Ok, Celestial Wyvern hay là con này? Con này thì không được, nó là dùng để tiến hóa mọi người ạ. Con này còn xương thì không là đối thủ ơi. Trời ơi, cái bộ siêu đứng lên mọi người ạ. Nhìn chất lượng thực sự luôn. Rồi, mãi vuốt trước khi ra trận nào anh em ơi. Mãi vuốt đi. Rồi, 100%. Xưa tươi nguyên chất 100%. Rồi, trời, chế độ cào điên loạn mọi người thấy không? Điện giật tùm lum kìa. Vô test tí nè bạn. Dữ vậy, có 50k mà nó cào cái cảm giác bị rít máu hay sao ta? Nhanh mọi người, khá là ok, cũng được đấy. Bị đốt lửa đỏ mọi người không? Thú thường á mọi người á, 20 triệu thú thường á, không phải đùa đâu. Nhưng mà boss nó bị giới hạn đam lại nên không có được mọi người á. Full 100% là con này nó quýnh ra lửa cháy xung quanh mọi người, đúng rồi, đây nè. Cái kia nãy là điện nha mọi người, hồi nãy là điện và cái mod này là mod lửa nha mọi người, điện lửa. Con này có hai elemental là điện và lửa mọi người. Rồi mod này mod điện nè. Tại vì nó hết stamina nó sẽ về beta mod. Cái kia là alpha mod. Nôm na là hiểu như vậy nó biết tăng tí stamina, 57.000 không đủ dùng cho nó. Nhưng mà con này để nó quýnh dòng tia boss thì hơi mình thấy hơi khó đó các bạn ơi. Mình cảm giác hơi rén mọi người. Quýnh dầm tên 5 boss mình sợ này chết mọi người ạ. Rồi, bữa sau chúng ta sẽ solo với lại con đây là con nào ta? Chúng ta quýnh con này rồi. Dòng này dòng bao nít rồi các bạn ơi. Mình sẽ quýnh cái dòng chắc là dòng có thể là dòng này mọi người. Gorilla Eternal. Dòng này chắc chắn là mình sẽ lấy được cái gì đó từ con này nè. Con này chìa khóa, suit, nói chung là nguyên liệu thì mình làm được. Nguyên liệu là ok đấy. Cái nguyên liệu này thì nó cần cũng được. Mình chắc là quýnh dòng T5 boss trước. Sau đó phải vô dòng Bionic sau. Bionic nó khá là khủng. Ok, và dừng lại ở video lần này là chúng ta đã thu hoạch được gọi là Skyen of Annihilation Tyrant. Con này là Spino, chính gọi là chính hiệu hơn nha. Rất là đẹp khi con này đứng hai chân mọi người. Tyrant này con này là con Spino. Ôi coi cái vuốt kìa mọi người ạ. Ôi coi góc nhìn, rồi góc nhìn đỉnh cao thì các bạn thấy rồi đó. Nó quá là đẹp, không thể thấy được full cái đầu của nó nha mọi người. Bự quá bự luôn mọi người ạ. Chúng ta chắc đứng góc chỗ này may ra mới thấy được cái thuộc dạng đứng góc nhìn của nó.
quá đẹp các bạn ạ. Spino. Còn nếu mà nhìn về tầm xa thì chúng ta thấy được rõ hơn về cái hình dạng của nó đứng mọi người. Uầy, đẹp không thể tả được luôn mọi người. Mình rất là thích con Spino mọi người. Spino này trời ơi, chất lượng quá. Đưa chào mọi người nha.